Tuần Dương Hạm Vazia là soái hạm hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Tuần Dương Hạm Vazia thuộc lớp Lava giống tàu Moskva. Hạ thủy tháng 7 năm 1983, chính thức biên chế trong lực lượng Hải quân Liên Xô vào ngày 16 tháng 10 năm 1989. Tuần Dương Hạm Vazia có lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, đầy tải 12.500 tấn. Tàu dài 186 m, rộng 21 m, cao 8,4 m, nhờ hai động cơ tu bin khí có công suất 130.000 mã lực. Con tàu có khả năng di chuyển ở vận tốc 32 hải lý giờ. Bán kính hoạt động hơn 130 km, tàu Vazia được trang bị 16 tên lửa chống hạm P-1000 Vu trong 8 cung ống phóng đặt song song hai bên thành tàu. Nó cũng được trang bị 64 tên lửa đối không tầm xa 300 phót trong 8 bệ phóng phía sau, kèm 4 tổ hợp phòng không tầm ngắn USAM. Với tư cách là chiến hạm hạng nhất, tàu được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh và đầy uy lực, tên lửa chống hạm tầm xa P-500 Bazon cải tiến. SSN-12 Sandbox theo NATO tầm bắn lên đến 550 km, tên lửa được dẫn đường kết hợp quán tính và radar chủ động. Các tham số về mục tiêu trong hành trình bay được hiệu chỉnh thông qua việc kết nối dữ liệu với máy bay Tu-95D hoặc trực thăng K-27B. Không những thế, Vazia còn được trang bị hệ thống tên lửa đối không tầm xa hiện đại S-300F với số lượng lên đến 64 quả. Hệ thống tên lửa này có khả năng chống nhiễu cao và tiêu diệt máy bay ở cự ly 200 km, tên lửa đạn đạo ở cự ly 40 km. Ngoài ra còn có một số tên lửa đối không phản ứng nhanh, pháo hạm đa năng, pháo siêu nhanh, hệ thống radar tìm kiếm mục tiêu tầm xa đa chức năng 3D Mister 800, radar tìm kiếm mục tiêu trên